mỗi ngày thức giấc một trò que khoăn phải làm sao đây, để trường đến lớp ngồi hoài một chút sẽ đau lưng vai, 1 2 3 4 5 môn một buổi thế là hết ngày, phải cần thời gian để mình tập luyện rèn sức khỏe đây. Xin chào quý thầy cô và các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bài võ nhạc tự vệ đến quý thầy cô và các bạn. Bài tập giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt và khả năng phản xạ cũng như khả năng tự vệ cho bản thân khi gặp những tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tập với nhau. Lần đầu 8 nhịp, chúng ta thực hiện động tác như lễ. Nhịp 1, 2, tay phải, các ngón tay khép, đưa lên tim. Tay trái, khép các ngón tay, để dọc theo cơ thể, đứng. Nhịp 3, 4, cúi người, giữ thẳng vai, thẳng lưng. Sau cho tay trái đụng vào một mũi cái. 3, 4. Nhịp 5, 6, giữ nguyên tư thế, đứng thẳng người. 5, 6. Nhịp 7, 8, hạ tay phải về thế nghiêng. 7, 8. 8 nhịp tiếp theo, chúng ta thực hiện động tác cuộn tay. Nhịp 1, 2, lòng bàn tay ngửa hai tay kéo về. Nhịp 3, 4, hai tay vòng ra ngoài, lòng bàn tay sắt hướng về phía trước mặt, hai bàn tay song song. Nhịp 5, 6, hai tay cuộn từ trên xuống dưới, vào trong, ra ngoài, hai lòng bàn tay nắm, bàn tay sát vào nhau. Nhịp 7, 8, hai tay kéo về hông. Chén số 1 và chén số 2 với tư thế linh tấn. Nhịp 1, bước chân trái tạo thành linh tấn trái. Tay trái thực hiện động tác chén số 1. 1. Nhịp 2, bước về đứng yên, hai tay ở hai bên hông nắm đấm. 2. Nhịp 3, thực hiện bước chân phải, linh tấn phải và tay phải thực hiện chén số 1. 3. Bốn, bước về đứng yên. 4. Nhịp 5, bước chân trái sang bên trái tạo thành nhịp tấn trái. Tay trái chén số 2. 5. Nhịp 6, bước chân về đứng yên ở ngưỡng chính. 6. Nhịp 7, tương tự thực hiện sang bên phải. Tay phải chén số 2. 7. Nhịp 8, bước về. Bốn nhịp tiếp theo, 9, 10, 11, 12, chúng ta sẽ thực hiện động tác gạt lối 1. Ở nhịp 9, bước chân trái sang ngang, tay trái thực hiện động tác gạt lối 1. 9. Nhịp 10, bước chân trái về, tư thế nghiêng. 10. Nhịp 11, tương tự thực hiện ở tay phải, gạt lối 1. 11. Nhịp 12, bước chân phải về đứng yên. 12. Lần 8 nhịp tiếp theo, chúng ta thực hiện động tác tinh tấn và lên lối. Nhịp 1, bước chân trái, bên mặt trái, hai tay ở tư thế thế thủ. 1. Nhịp 2, hai tay cùng lối. Nhịp 2, hai tay vuông về, lên lối phải. Nhịp 3, về tư thế đối thủ. 3. Nhịp 4, về tư thế đứng yên. 4. Tương tự, nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện vào bên phải. 5. 6. 7. 8. Lần 8 nhịp tiếp theo, chúng ta thực hiện lần lượt đối trái đối bên trái và bên phải. Nhịp 1, bước chân trái sang bên trái thành linh tấn trái. 1. Nhịp 2, lên lối phải. 2. Nhịp 3, về tư thế đối thủ. 3. Nhịp 4, về tư thế đứng yên. 4. Nhịp 5, 6,
nhịp 8 và đứng yên 8. Tiếp tục thực hiện động tác sang bên phải ở lần 8 nhịp tiếp theo. 2 2 3 4 5 6 7. Một,
Cao sang, đứng vị vai, nam binh cùng tập luyện thể thao, nam binh cùng tập luyện thể thao.